Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một nhóm dân quân thuộc dòng Hồi giáo Shia ngày 25 tháng 9, đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một địa điểm quan trọng ở Eilat, thành phố cảng miền nam Israel. Nhóm này tuyên bố rằng vụ tấn công trên được thực hiện nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết với nhân dân Palestine và Liban, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Israel. Theo người phát ngôn của quân đội Israel, còi báo động đã được kích hoạt ở Eilat sau khi phát hiện có sự xâm nhập của hai thiết bị bay không người lái. Một tàu của Hải quân Israel đã đánh chặn một thiết bị bay không người lái nêu trên, trong khi chiếc còn lại đã rơi xuống khu vực cảng Eilat. Theo thống kê sơ bộ, có hai người bị thương nhẹ trong vụ việc này. Trong phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 25 tháng 9, Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot công bố đề xuất chung của Pháp và Mỹ về lệnh ngừng bắn tạm thời trong 21 ngày giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban để tạo điều kiện tiến hành đàm phán. Đề xuất được đưa ra sau khi Israel và Hezbollah tăng cường tập kích nhau khiến nhiều người thiệt mạng. Theo Ngoại trưởng Pháp, Mỹ và Pháp đã tham khảo các bên về những tiêu chí cuối cùng cho giải pháp ngoại giao để thoát khỏi khủng hoảng, đồng thời nhấn mạnh vẫn còn khả năng ngăn chặn xung đột bùng phát thành chiến tranh toàn diện. Nội dung chi tiết của đề xuất chưa được công bố. Giới chức Israel hoan nghênh các nỗ lực ngoại giao liên quan tới xung đột với Hezbollah, song khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu làm suy yếu nhóm vũ trang Liban. Ngày 25 tháng 9, Ai Cập và Italia đã khuyến cáo công dân không nên đến Liban trừ trường hợp thực sự cần thiết trong bối cảnh leo thang xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập kêu gọi công dân hiện đang cư trú tại Liban hết sức cẩn thận, tránh xa các khu vực xung đột, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại và duy trì liên lạc thường xuyên với Đại sứ quán Ai Cập tại Liban ở thủ đô Beirut. Khuyến cáo trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc không kích dữ dội của Israel nhằm vào miền đông và miền nam Liban đã khiến hơn 600 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong 72 giờ qua. Trước đó, ngày 24 tháng 9, hãng hàng không quốc gia Ai Cập Egyptair đã đình chỉ các chuyến bay từ Cairo đến Beirut cho đến khi tình hình ở Liban ổn định. Trước đó, một ngày, Italia quốc gia cũng đã kêu gọi công dân của mình rời khỏi Liban khi vẫn còn các chuyến bay từ Beirut đến phương Tây. Hôm 24 tháng 9, hàng chục chuyến bay đến và đi Beirut đã bị hủy là do xung đột gia tăng. Ngày 24 tháng 9, theo giờ Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp về cuộc xung đột Nga-Ukraine với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đại diện cấp cao của các quốc gia khác. Cuộc họp đã chứng kiến những màn đấu khẩu gay gắt giữa đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Nga. Trong cuộc họp vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có những lời lẽ hùng hồn khi tham dự trực tiếp cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Ông Zelensky tuyên bố cuộc xung đột với Nga sẽ không thể xoa dịu chỉ bằng các cuộc đàm phán. Ukraine sẽ đưa Nga vào thế phải chấp nhận hòa bình. Một ngày nào đó, tại hội trường này, sẽ có lúc người ta nói rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kết thúc. Không đóng băng xung đột, không phải là tạm dừng xung đột và cũng không phải là bị lãng quên, mà là một kết thúc thật sự. Và điều này sẽ xảy ra không phải vì ai đó sẽ cảm thấy mệt mỏi với cuộc xung đột hiện tại, cũng không phải vì ai đó đã trao đổi điều gì đó với phía Nga. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ kết thúc vì Hiến chương Liên Hợp Quốc sẽ được thực thi. Điều này cần phải được thực thi. Quyền tự vệ của người Ukraine phải được tôn trọng. Sự hợp tác của Ukraine với các quốc gia trên thế giới, những quốc gia coi trọng sự sống như Ukraine, sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của đất nước Ukraine. Cuộc xung đột này không thể được xoa dịu bằng đàm phán, mà cần phải bằng những hành động. Đồng tình với Tổng thống Zelensky, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng một nền hòa bình công bằng phải bảo vệ các quyền của Ukraine, được lựa chọn con đường riêng, đồng minh riêng và tương lai riêng. Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục cáo buộc Iran và Triều Tiên đã tham gia hỗ trợ Nga, bất chấp việc hai nước này nhiều lần phủ nhận. Ông Blinken cũng tuyên bố Nga sẽ buộc phải trả tiền để khắc phục thiệt hại một khi xung đột kết thúc. Một nền hòa bình công bằng và bền vững phải bảo vệ quyền của Ukraine trong việc chọn con đường riêng, các đồng minh riêng và tương lai của chính mình. Một nền hòa bình công bằng và bền vững cần phải có sự tham gia và đồng thuận đầy đủ của Ukraine. Nó phải hỗ trợ việc tái thiết và phục hồi của Ukraine, và phía Nga phải chịu trách nhiệm khắc phục những thiệt hại. Hòa bình công bằng và bền vững cần giải quyết cả trách nhiệm và hòa giải. Mỹ sẵn sàng làm việc với bất cứ bên nào cam kết hỗ trợ hòa bình dựa trên những nguyên tắc này. Ukraine đã nhiều lần khẳng định ngoại giao là cách duy nhất để kết thúc cuộc chiến này và họ sẵn sàng tham gia đàm phán. Ngoại trưởng Anh và Pháp cũng đưa ra các tuyên bố ủng hộ quan điểm của Ukraine và Mỹ, đồng thời chỉ trích Nga.
Tôi xin nhấn mạnh rằng chúng tôi muốn hòa bình ở Ukraine. Chúng tôi muốn điều đó đến với người dân Ukraine. Như Ngài Tổng thống Zelensky đã nói, đó phải là một nền hòa bình tôn trọng các nguyên tắc cơ bản và được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Các nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Thế nhưng, Nga muốn phá vỡ điều đó. Chúng tôi muốn bảo vệ nền hòa bình ở Ukraine và sẽ làm như vậy. Như Ngài Tổng thống Zelensky đã nói, Hiến chương Liên Hợp Quốc phải được thực thi. Thưa Ngài Tổng thống, thưa Ngài Tổng thư ký và thưa tất cả quý vị, trong suốt 2.5 năm qua, Ukraine đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng, một quyền được công nhận rõ ràng trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, đó là bảo vệ tự do, lãnh thổ, độc lập và sự tồn tại của mình. Tôi hoan nghênh sự hiện diện của Ngài Tổng thống Zelensky ở đây. Ông ấy là biểu tượng của cuộc đấu tranh mà người dân Ukraine đang tiến hành. Đây cũng là cuộc đấu tranh của chúng ta. Làm sao chúng ta không thể cảm thấy phẫn nộ trước cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine? Đáp lại, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia đã chỉ trích sự tham gia của Tổng thống Zelensky tại cuộc họp Hội đồng Bảo an mà Ukraine không phải là một trong 15 thành viên. Ông cho rằng đây là nỗ lực của các nước phương Tây nhằm tạo ra một sân khấu để Tổng thống Ukraine thuyết giảng những lời lẽ công kích nhằm vào Nga. Đại sứ Nga chỉ trích các nỗ lực của phương Tây nhằm đánh bại Nga về chiến lược thông qua cuộc xung đột tại Ukraine. Các quốc gia phương Tây không thể kiềm chế việc làm gia tăng căng thẳng khi một lần nữa cố gắng lấp đầy thời gian của cuộc họp với một vấn đề về Ukraine đã trở nên cũ kỹ, mà phần còn lại của thế giới nhìn nhận như vậy. Lý do duy nhất đứng sau việc tổ chức cuộc họp này là để cung cấp cho ông Volodymyr Zelensky một sân khấu diễn thuyết khác tại Liên Hợp Quốc, và lần này là ngay trong phòng của Hội đồng Bảo an. Bất chấp việc cung cấp vũ khí dồi dào, bao gồm cả vũ khí tầm xa, việc triển khai lính đánh thuê và chuyên gia huấn luyện, sự tham gia hiệu quả của phương Tây vào cuộc xung đột với chỉ thị cho Ukraine gây ra thất bại chiến lược. Tuy nhiên, quân đội Ukraine hiện đang bên bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Chúng tôi hy vọng rằng chính quyền Ukraine sẽ không thể phá hủy hoàn toàn đất nước và người dân của họ, cũng như việc không thể đẩy thế giới vào vực thẳm của thảm họa hạt nhân. Để làm được điều đó, họ nên áp dụng các thông số thực tế cho một giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay, thay vì quay lại với các tối hậu thư phi thực tế. Đại sứ Nga cũng chỉ trích các nước phương Tây áp dụng tiêu chuẩn kép khi im lặng trước những gì xảy ra ở Trung Đông. Theo vị quan chức Nga, nếu các nước Ả Rập không yêu cầu Hội đồng Bảo an họp về tình hình Trung Đông vào ngày 28 tháng 9 tới, thì sẽ không có cuộc họp nào nói về các cuộc không kích của Israel trong 2 ngày qua, cướp đi sinh mạng của gần 600 người dân Liban. Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng chỉ trích các tuyên bố của phương Tây nhằm quy trách nhiệm cho Trung Quốc về thực trạng hiện nay của cuộc xung đột Ukraine, tấn công và bôi nhọ hình ảnh của nước này. Ông cho rằng đó là sự vô trách nhiệm và không giúp ích trong việc tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột. Tôi muốn làm rõ rằng, về vấn đề Ukraine, bất cứ động thái nào nhằm chuyển trách nhiệm sang Trung Quốc hoặc tấn công và bôi nhọ Trung Quốc đều là vô trách nhiệm và sẽ không dẫn đến đâu cả. Cũng trong cuộc họp này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên trong xung đột Ukraine không tấn công dân thường và các cơ sở dân sự, nhấn mạnh nhu cầu nhân đạo và các quyền cơ bản của người dân tại các vùng chiến sự đang xảy ra. Tôi lên án mạnh mẽ tất cả các cuộc tấn công vào thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự, bất kể chúng xảy ra ở đâu và ai phải chịu trách nhiệm. Tất cả đều phải dừng lại ngay lập tức. Tôi vẫn rất lo ngại về sự an toàn, nhu cầu nhân đạo và các quyền con người cơ bản của những người sống ở các khu vực xảy ra chiến sự.